Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, cho em Toàn gửi một lời chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và chúc mọi người luôn may mắn sưu tầm được những chiếc bình đẹp như bình của em Toàn. Em Toàn hôm nay lại có một em bình rất là độc luôn, đó là con một em ỏ ho mọi người ạ. Thôi anh em cứ gọi em bình là em bình ỏ ho nhá mọi người nhá. Ỏ là một em bình con gà. Đấy, một có đây là có hai cặp à mà bức tranh chính của nó là có một cặp gà rất là đẹp luôn. Bình con gà ở bên Nhật là rất là khó kiếm luôn các bác ạ. Một em bình như này cực kỳ khó kiếm luôn mà lại tình trạng là lành tít luôn. Một em bình của Kutani rất là đẹp luôn. Đây. Thôi em xin phép là em đo kích thước đi, xong rồi lát nữa em sẽ. Mọi ơi, chiều cao của em bình này là 48 nha mọi người nhé. Chiều cao 48. Miệng của nó là 14,8 rồi 15 đi. Mọi người cứ thoải mái cho em một tí là 15. Miệng là 15. À, rất là đẹp luôn. Em xin phép em đo vòng bụng của em này. Đó đó, vòng bụng của em này lên đến 85 mọi người ơi. Rồi em cứ nói luôn là 86 đi mọi người. Lên lên chớm đến 86 rồi lấy số 86 cho nó đẹp mọi người nhá. 86. À, vòng bụng 86 rất là đẹp luôn. Đây, như cái chỗ này là vẽ rất là đẹp luôn. Nền nó vẽ nền là một màu vã trầu này, màu đặc trưng của dòng gốm Kutani ngày xưa này. Đấy, những cái vẽ này là toàn bộ vẽ vàng này. Đặc biệt nhất là có cặp gà này, quá là tuyệt vời luôn. Đây, em kéo sát lại cho các bác xem cái cặp gà. À, em hạ máy quay xuống một chút nhá các bác nha. Vì là cái bình này là em muốn quay sát một chút để cho các bác xem cái vẻ đẹp của cặp gà. Đây, mời tất cả quý anh chị và các bác cô chú xem cái cặp gà. Đó, cặp gà đẹp không mọi người? Đây mọi người xem mấy cựa này. Ồ, con gà này già lắm rồi các bác ạ. Đấy, con gà nó già là tuổi cái bình nó cũng quá già luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Quá là tuyệt vời luôn. Ngày xưa nghệ nhân người Nhật nó vẽ thì quá là đẹp luôn. Một em bình như này tuổi đời nó cũng khá là sâu tuổi rồi. Đấy, đây là nó có hai quai vẽ vàng kín luôn đây mọi người. Đấy, đặc biệt em bình là bình men dạn mà cốt của nó rất là tốt nha mọi người nhé. Nó nung ở nhiệt độ cao. Đây, tiếng mời các bác theo nghe tiếng này, thấy chưa? Đấy, một em bình mà nó gõ nó cứ đánh đách như này thì quá là khó kiếm luôn. Đây, mời các bác xem cái chuyện của nó. Đây, một em Kutani chuyện xưa, chuyện này quá xưa luôn các bạn, men men dạng. Đây, mời các bác. Em đây, miệng rồi đây. Đấy, các bác xem chưa, miệng này. Cái này thì cốt gốm của nó đắp nó làm nó cũng không dày lắm đâu các bác ạ. Như cái bình này thì là nó cũng nhẹ thôi, nó không 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 được nặng, nhưng mà nó là đẹp. Phải nói là một em bình như này em nói thật các bác là quá đẹp luôn, sưu tầm những em bình này chơi nó đúng đẳng cấp. Đây, em mời tất cả các bác chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp của em bình này nhá. Các bác nào mà xem video em ưng em bình này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhá. Đấy, mọi người thấy chưa? Quá là đẹp luôn. Thôi, em Toàn xin kết thúc video đây đây mọi người ơi. Một lần nữa thì mọi người cho em Toàn một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người nhé. Em Toàn xin chào mọi người.